Xin chào anh chị và các bạn. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn và mọi người những cái mẫu xe đạp thể thao địa hình mà đang được bán chạy và được nhiều người sử dụng trên thị trường tại Bike to School nhé. Đến từ những cái thương hiệu như là Galaxy này, Line này, Cali này, đặc biệt đó là nhà thương hiệu Zen đến từ Đài Loan, một trong những cái thương hiệu xe rất là nổi tiếng hiện nay trên thị trường. Và tất cả những cái mẫu xe này đang được bày bán sẵn tại cơ sở của Bike to School là 68 Chiêu Giai, 29 Nghệ Thanh và 430 Xã Đàn. Và ngoài ra bên mình có một kho rộng hơn 2000m2 luôn trưng bày và sẵn những các tất cả những mẫu xe. Và nên mọi người hãy có thể là đặt hàng online qua Zalo số điện thoại 0919008533 và hoàn toàn là không sợ về hết hàng hay là lo lắng về những cái size xe hay là màu sắc xe nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi khám phá từng cái mẫu xe thể thao địa hình đang có tại Bike to School, xem nó có những cái đặc điểm và những cái tính năng gì khác biệt nhé. Mẫu đầu tiên mình muốn giới thiệu đó chính là mẫu Galaxy CT9T, phân khúc giá khoảng 4 triệu. Và cái mẫu này rất là phù hợp với các bạn để đi học, đi làm và đi thể dục thể thao. Với giá thành khoảng 4 triệu nhưng đã là sở hữu cái khung là khung nhôm, dây những dây cáp các thứ là rất là chắc chắn như thế này. Và màu sắc của mẫu xe này thì sẽ chủ đạo là màu đen và sẽ kết hợp với là màu đen xanh lá như trên hình ảnh, hoặc màu đen đỏ và đen xanh dương. Toàn những cái màu sắc rất là khỏe khoắn và phù hợp với các bạn trẻ. Trên mẫu Galaxy CT9T thì cũng sẽ được trang bị về cái phần bộ gạt đĩa, gạt líp là của Shimano Tonei TZ và là 3 đĩa kết hợp với đó là 7 líp sau. Và một điểm đặc biệt nữa đó chính là về mẫu Galaxy CT9T sẽ được trang bị đầy đủ các phụ kiện, ba ga chắn bùn, giúp các bạn học sinh đi học rất là tiện lợi, có thể đèo ba lô cặp sách, đèo các bạn đi học. Và những bạn nào mà mình đạp xe đi làm thì mẫu này cũng khá là phù hợp, thì có cái kiểu dáng tay ngang như này, tay nắm rất êm ái. Và đặc biệt là cái phần yên này, yên rất là êm, giúp các bạn có cái tư thế lái xe và thoải mái. Và phần ghi đông cao như này thì mình cũng sẽ được thẳng tay lái nhá. Và đó là một mẫu CT9T là thuộc dòng thể thao địa hình nên là cũng sẽ được trang bị hệ thống phục nhún lò xo, cũng khá là êm ái khi các bạn đi vào những cái cung đường xấu. Và kích cỡ của size vành là size vành 26 inch và kết hợp với lại khung size là 17 inch. Yeah, phù hợp với các bạn có chiều cao từ 1m50 cho đến khoảng 1m75 là mình sẽ có thể sử dụng được mẫu xe Galaxy CT9T này rồi. Và các bạn nào muốn ưng và mình muốn đặt hàng thì hãy liên hệ ngay qua Zalo số điện thoại 0919008533. Bên mình sẽ có các bạn nhân viên tư vấn và giải đáp những cái thắc mắc cho các bạn về cái mẫu xe này nhé. Một mẫu xe thể thao địa hình thứ hai là một mẫu Cali 2001, một trong những cái mẫu đang bán chạy và đang là cháy hàng tại Bike to School. Với mức giá khoảng hơn 5 triệu thì cái Cali 2001 đã sở hữu phần khung nhôm không mối hàn nhé. Đấy, sơn tĩnh điện 3 lớp và là màu sơn bóng, rất là phù hợp với các bạn là trẻ và mình muốn thể hiện sự năng động và thể thao. Và dây cáp thì cũng đã đi âm rồi, rất là gọn gàng như này. Và mẫu này, mẫu Cali 2001 này rất là phù hợp với những cái bạn nào mà đang mới đạp xe, sử dụng xe để đi thể dục thể thao. Thứ nhất là về cái cấu hình xe và giá thành cũng rất là phù hợp. Đấy, về cái phần phuộc nhún thì sẽ được nâng cấp hơn, đó chính là có phuộc nhún để có thể mở và đóng cái phuộc này lại. Và đồng thời là chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ nhún của phuộc tùy vào những cái cung đường mình đang di chuyển nhé. Với mẫu Cali 2001 thì sẽ được trang bị hệ thống chuyển động của 3 đĩa và 7 líp của Shimano Tonei TZ. Và sẽ có sử dụng là phanh đĩa cơ, phanh đĩa tản nhiệt trước và sau để sử dụng là phanh đĩa như này, rất là an toàn và bền trong quá trình sử dụng. Phần ti là ti trục này là cũng là ti khóa mở nhanh rồi. Và với size xe này thì sẽ là cái size vành là vành 26 inch. Kết hợp với phần nốp là kích cỡ là 26 x 1.95. Vân gai rất là dày và to chắc như này, thì đi thứ nhất là bám đường an toàn và giúp các bạn đi rất là êm. Và với mẫu xe này trọng lượng thì nó chỉ khoảng tầm hơn 12kg một chút và phù hợp với những bạn nào mà đam mê về thể thao và mới muốn cho mình một chiếc xe để đạp thể dục thể thao mà phân khúc khoảng từ 5 triệu thì đây là một sự lựa chọn số 1 dành cho các bạn, Cali 2001. Một mẫu xe thể thao địa hình tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn, đặc biệt là với những các bạn nữ, đó chính là mẫu Line mã ATR 661. Thoạt nhìn các bạn có thể nhìn về thứ nhất là cái màu sắc sơn xe, sơn của xe rất là đẹp, đó là một cái màu trắng nhũ kết hợp với cái phần thiết kế khung, khung nhôm không mối hàn này, rất là gọn đẹp
và bo rất là đều, đồng thời là dây cáp đã đi âm rồi, gọn gàng, rất là mang cái lại cái vẻ thẩm mỹ và cũng là cái độ chắc chắn cho cái mẫu xe Lion ATR này. Và một điểm đặc biệt nữa là về cái thiết kế, cái kiểu dáng, về kiểu dáng khung xe, à cái tay lái của xe này, tay lái cong uốn lượn như này, rất là mềm mại, rất là phù hợp với các chị em phụ nữ. Và đặc biệt là cái phần tay nắm bằng cao su rất là êm và có cái phần G để đỡ tay. Đấy, các bạn nắm tay như này sẽ không bị tê tay hay là mỏi tay. Và một điểm thiết kế khá là nổi bật nữa của cái dòng Lion ATR 661 này là về cái phần yên. Yên xe này kiểu dáng thể thao, rất là êm và to, có lỗ thoáng khí đây. Đối với mọi người và đặc biệt là các chị em phụ nữ mình đạp xe di chuyển những cung đường dài không bị ê mông hay là mỏi mông khi đạp xe nhé. Và với mẫu ATR 661 phân khúc giá khoảng hơn 5 triệu nhưng sẽ sử dụng bộ đùi đĩa nhôm 3 đĩa và 7 níp của Shimano Tone TZ, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản, giúp mọi người có thể 24 cấp tốc độ và trải nghiệm trên nhiều những cái cung đường khác nhau. Và cái mẫu xe này thì size vành cũng sẽ là vành 26 inch và khung size cũng là khung size thấp thôi, nên là chị em nào khoảng từ 1m50 là cũng đã có thể đi được cái mẫu này rồi. Trọng lượng xe cũng khá là nhẹ nhá, khoảng tầm 12 cân rưỡi, 13 kg thôi. Và nếu như mọi người ưng cái mẫu xe Lion ATR 661 này thì hoàn toàn là có thể để lại cái bình luận ở phía dưới hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 0919008533 nhé. Mẫu xe tiếp theo chuyên dòng thể thao địa hình đến từ thương hiệu Kali, đó chính là mã 5001, một trong những cái con xe có cái size vành là 27.5 inch này, kết hợp với cái phần lốp này, lốp là 27.5 x 2.1, rất là to và phần ta lông gai rất là dày như này, chuyên đi những cái cung đường xấu gồ ghề và đi rất là êm với cái cỡ lốp to như này. Và kết hợp với đó là hệ thống phục nhún rất là êm ái của dòng Kali 5001 này, các bạn có thể thấy rất là nhún rất là êm, và chúng ta có thể khóa lại cho nó cứng lại như này để ổn định tay lái khi đi trên những cái cung đường bằng phẳng, và vẫn sẽ có cái nút tăng chỉnh cái độ nhún của cái phuộc này tùy vào cái tải trọng và cân nặng của các bạn nhé. Còn về cái phần mayơ là sẽ sử dụng là mayơ bạc đạn này, chạy xe cũng rất là bon và ti là khóa mở nhanh rồi, rất là tiện lợi cho các bạn dùng. Và trên mẫu xe Kali 5001 này sẽ được trang bị cái hệ thống phanh, đó chính là phanh dầu của Shimano MT200, một trong những cái bộ phanh thường trang bị trên những cái dòng xe cao cấp hiện nay, rất là bền và an toàn nhé. Còn với Kali 5001 và phân khúc giá khoảng gần 8 triệu thì cũng đã sở hữu một cái cấu hình bộ chuyển động là 3 đĩa cùng với đó là 9 níp sau, nhưng mà sẽ là sử dụng gạt đĩa trước, gạt đĩa trước của Shimano Tone và gạt níp sau là của Shimano Atus, một trong những cái phân khúc cao hơn hẳn so với những cái dòng xe thể thao địa hình kia. Và cái mẫu xe này thì sẽ có hai màu sắc cho các bạn lựa chọn, đó chính là trên hình ảnh là màu trắng này, ngoài ra nó sẽ có màu đen nữa, rất là khỏe khoắn và phù hợp với các bạn có chiều cao từ 1m6, khoảng tầm 1m6 là mình đi rất là ok, và đến 1m8, 1m85. Và trọng lượng xe cũng khá là nhẹ thôi, bởi vì nó cũng là full nhôm hết mà. Thì các bạn nào mà muốn ưng cái mẫu xe Kali 5001 này thì hoàn toàn có thể bình luận ở phía dưới hoặc là liên hệ ngay qua Zalo số điện thoại 0919008533. Trong nội thành Hà Nội thì mình có thể đến tất cả các showroom của Bike to School là 68 Trương Giai, 29 Nguyễn Thanh và 430 Xã Đàn để chúng mình có thể là xem, ngồi thử và cảm nhận về mẫu xe Kali 5001 này nhé. Với các bạn ở ngoài tỉnh thì chúng ta hoàn toàn là có thể là đặt mua online qua số điện thoại là 0919008533, thì bên mình sẽ có các bạn nhân viên tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho các bạn về từng cái mẫu xe một và giải đáp những cái thắc mắc cho mình, và đồng thời sẽ đóng gói xe và ship qua các bên vận chuyển. Thời gian nhận xe là từ 2 đến 3 ngày, và khi nhận xe thì hoàn toàn các bạn có được kiểm tra xe, sau đó thanh toán với bên vận chuyển và sẽ có những cái dụng cụ cũng như là các video hướng dẫn của Bike to School để lắp ráp cái mẫu xe này nhá. Và cuối cùng, các bạn thấy video của mình có bổ ích, có ý nghĩa thì hãy cho mình xin một tim, một follow kênh để mình tiếp tục ra nhiều những cái video và những cái mẫu mã xe đang hot nhất hiện nay để cho các bạn có thể là mua và trải nghiệm nhé.